Chào anh em ha. Em mới gắp xong mấy cái mạch hút cá nè, giao cho anh em. Thì đây là cái bao mạch mạch in nha. Mạch này là bên em in nha, đặt in bên. Đây. Thì có cái tên shop bên em này ha. Đây, shop thành danh nha, có số điện thoại để trên luôn nha. Thì cái mạch này là em bán giá hiện giờ là em bán giá rẻ cho anh em luôn. Giá là 200 em bao ship nha. Tại sao em bán rẻ vậy? Là tại vì em đặt người ta in số lượng lớn nha. Với anh là em lấy linh kiện số lượng lớn á, nên giá nó rẻ lại. Rồi em bán rẻ hơn cho anh em dễ xài ha. Chỉ 200k một mạch thôi nha. Mà trong khi đó tiền ship là hết 30-40 ngàn rồi đó nè. Ship rẻ cho anh em là 30-40 ngàn rồi đó. Thì cái mạch chỉ có 100 mấy thôi nha. Đây. Gia công in mạch in đàng hoàng nha. Lúc trước thì em gắp câu tay nha, nhưng mà giờ gạch mạch in nha. Đây. Đây, này. Đây em in số lượng lớn gắp cho anh em luôn ha. Đó. Còn bên trong nữa mà em chưa cắt, nó còn nguyên á, còn nguyên dĩ 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 á. Em chưa cắt, em chỉ mới cắt được nhiêu đây, em bẻ ra được nhiêu đây. Thì cái mạch này á thì cũng đơn giản lắm ha. Đây nè, về hướng dẫn anh em gắp luôn ha. Đây mình có hai cái lỗ nè. Đó. Hai lỗ này là mình về mình sọt hai cái đầu dây của thứ cấp ra ha. Đây, hai cái đầu dây của biến áp ra. Dây giật cái nha. Nó có hai cọng dây. Đó, mình sọt hai lỗ vô hai lỗ này. Sọt hai lỗ này rồi mình hàn mặt dưới này nha. Đây. Hàn hàn chì vô. Còn cái đầu ra giật đây. Đây là giật trừ nè. Đó. Thế nào, thế giật trừ này nha là bên mát nha. Còn đây là giật cộng nè, giật cộng nè là bên giật ấy ha. Đó. Đây là em có gáp cái này, em làm cái mẫu này ha. Đây giật trừ là dây vàng là mát nha, giật cộng nè đó là đỏ nè đó ha. Khi anh em nhận cái mạch đó là em gáp chỉ vậy thôi nha, chiếc áp đầy đủ. Còn cái mấy cái lỗ này về anh em tự hàn nha, em có in chữ đàng hoàng hết nha. Đây giật cộng giật trừ và hai cái lỗ này, hai cái lỗ thứ cấp ra đó. Chỉ có bốn bốn đầu dây thôi nha, hai đầu dây ra và hai đầu dây vào nha. À, cái chiếc áp thì em gắn sẵn nha. Thì đây để em gắp cho anh em xem lại luôn ha. Đây nè, có hai đầu dây vào hai đầu dây vào thì mình sọt vô cái lỗ nha, đầu nào cũng được, không phân biệt nha, không có phân biệt cộng trừ gì. Sọt vô hai lỗ này là xong ha. Rồi anh em hàn hai đầu dây ra giật nữa thôi. Đúng thử bóng đèn nè. Nhớ là anh em về khi tử cái mạch anh em phải có bóng đèn thử, hoặc là anh em kiếm hai sợi dây dài ha, anh em nhúng xuống nước. Chứ anh em thử mà không có tải là không được nha, thử không tải là nó bị tích điện ở trong cái tụ này nè, là anh em lỡ chạm cái này là giật anh em văng luôn á, hoặc là nó tích điện nhiều quá là nó bị nổ luôn nha. Nên anh em muốn thử mạch á, anh em phải nhúng vợt xuống nước, hai đầu dây này nè phải nhúng xuống nước cách khoảng 5 tấc nha, chứ đừng để gần quá. Anh em lấy cái thao á, anh em thử không được đâu nha, cái thao là nó quá nhỏ. Anh em phải kiếm cái thao bự, thiệt bự, chiều chiều rộng nó khoảng là 5-6 tấc nha. Đó bắt rồi nè, đem chỉnh yếu nhất nè, đó mạnh lên nè, đó thấy không. Thì cái mạch này á thích hợp cho anh em là cái máy anh em là giúp cá nổi đẹp ha nha, gút cá đẹp và nó mạnh lên, nó tăng áp anh em, bắt rô phi là tốt luôn á.
Cái mạch này em bán hôm đó nay bán rất là nhiều luôn nha. Anh em phản hồi là rất tốt nên nên em mới là mạnh dạn em in nha. Em in số lượng lớn luôn, về nữa phục vụ cho anh em. Chơi gáp nói thiệt câu tay là không có thời gian để câu tay cho anh em nữa. Tại anh em đặt nhiều á, rồi cái gáp máy nữa. Nên thời gian không có nè, làm suốt luôn. Không có thời gian nghỉ, nói chung là không có thời gian nghỉ. Nên em in này về để gấp cho nó nhanh. Đây. À, có tên số điện thoại của em ha. À, em in này á là về có tên linh kiện đầy đủ cho anh em ha. À. Để khi nó có chết cái con chỗ nào á là anh em biết cái linh kiện để anh em mua ha. Đầy đủ tên hết nè. À. Đây, có số điện thoại nè, số thành danh này ha. 0858837677 nha. Đây, mạch hoàn thiện rồi nha. Giá 200k bao ship nha anh em. Quá rẻ luôn. Anh em có nhu cầu thì đặt hàng em nhé. Anh em lấy số lượng nhiều từ 5 mạch trở lên thì giá là 150 một mạch nha. 5 mạch trở lên em mới để giá 150 nha. Còn dưới 5 mạch là giá 200 nha. 4 mạch vẫn 200 nha. Đúng 5 mạch trở lên mới giá 150 nha. Chào anh em luôn nha.